Mến chào các bác, em vừa nhận một gói hàng từ Shopee. Đây là một chiếc đèn xe đạp. Và chiếc đèn xe đạp này thì em đặt hàng, nó có cái giá là 179.000 khi em thanh toán cho shipper. Nhà em có một bạn đang chuẩn bị vào lớp 6 thì hè có cho đi học thêm. Thì cái ca học thì nó lại rơi vào tầm 5 giờ chiều tới khoảng 7 rưỡi chiều. Cho nên là khi bạn ấy về thì nó rất là tối, khá là nguy hiểm. Cho nên là em có đặt cái chiếc đèn này về để gắn vào xe đạp. Thì trên Shopee có rất là nhiều hãng đèn khác nhau với nhiều giá khác nhau. Thì em lựa chọn một cái hãng này với cái giá này thì nó cũng không cao không thấp. Thì em sẽ khui ra và lắp đặt cho các bác cùng theo dõi nhé. Hàng trên Shopee ấy, nếu mà các bác biết cách lựa chọn thì các bác sẽ lựa chọn được những cái mặt hàng khá là tốt. Cho nên là các bác cứ dùng thử, nếu mà nó lỗi thì các bác trả lại, như vậy thôi. Cảm quan cái hộp thì nhìn khá là ngon các bạn. Đây, vuông vắn chắc chắn nhé. Để mà khui ra xem là chất lượng nó như thế nào. Em thì thường xuyên hay mua những cái đồ ở trên Shopee, thấy cũng được các bác ạ. Đa phần là tốt, ổn. Đây, đây là một miếng cao su này. Chưa biết để làm gì. Đây là một cái tờ giấy chắc là giới thiệu. Cái đèn này là cái đèn có cái mã là EOS 610 các bác nhé. Này. Đây. Trong cái túi zip này là một cái lục giác kèm một con vít. Xốp rất là cẩn thận. Đây là cái dây nguồn một đầu là USB, một đầu là Type-C. Dây nguồn rất là phổ thông nhé. Tiếp theo là một cái đai. Họ đóng gói cũng khá cẩn thận nhé. Đây, đây là một cái đai để bắt vào cái ghi đông xe đạp. Em cảm giác như là bằng nhôm ấy. Cảm giác nó khá là chắc chắn. Gia công cũng khá là nét. Tiếp đó là nhân vật chính là cái đèn. Hết rồi, không còn gì hết. Đây cái đèn đây. Đèn đây thì cảm quan em nhìn là có 3 mắt led này. Và em cầm khá là nặng. Đó. Đây. Phía bên hông là có cái núm cao su. Đây là vị trí sạc chân tai xi các bác nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái đầu tai xi này cắm vào đây. Còn một đầu thì các bác cắm vào cái cổ sạc điện thoại mà nó có cái đầu USB ấy, là ok. Còn đây là cái nút công tắc bật. Khi mà buổi tối thì khi đi xe mà nó tối thì bật nó có xem nó có bao nhiêu chế độ sáng nhé. Một này, tức là nó sẽ sáng hai cái mắt hai bên ở giữa tắt. Hai là nó sáng một mắt ở giữa. Thứ ba là nó sáng cả 3 led. Và thứ tư là nó nhấp nháy. Thế thôi. Để tối em sẽ test cho các bác xem là nó mức độ sáng như thế nào. Các bác, còn ban ngày này thì em thấy nó cũng khá là sáng rồi. Ở đây thì em sẽ tiến hành bắt cái đèn này vào cái ghi đông này. Đó, rất là đơn giản thôi các bác nhé. Nhà sản xuất họ đưa cho chúng ta những cái ngoàm để bắt. Đây, rất là vừa này, vừa khít luôn. Đó, khi bắt thì các bác sẽ ngửa cái phần rãnh này lên và để cái phần bu lông phía dưới xoáy lên các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ kẹp vào đây, chúng ta sẽ lấy cái bu lông này, chúng ta sẽ vít vào đây. Và sau đó thì các bác sẽ tiến hành gài cái đèn vào. Đây, cái đèn như thế này, thì các bác sẽ tiến hành gài vào cái ngoàm đây. Nó có một cái ngoàm chỗ này nhé, rất là chắc nhé. Đây. Gài vào đến điểm giữa, các bác gài nó sẽ lên khịch một cái. Rồi các bác xoáy cái con vít ở dưới đáy này lên. Thì nó sẽ rất là chắc. Và nếu mà các bác muốn cái đèn này nó gục xuống thì các bác sẽ cho nó hơi gục xuống rồi chúng ta sẽ siết ốc để nó bám đường hơn các bác. Đó. Và các bác có thể kéo kịch vào phía giữa để nó sẽ phù hợp hơn nhé. Chúng ta sẽ cho nó hơi gục xuống một chút để nó bám đường các bác nhé. Rồi chúng ta sẽ siết cái con bu lông ở dưới để nó chắc hơn. Đó,
tránh nó bị trôi, khi mà chúng ta đang đi thì nó gục xuống thì nó sẽ làm mất cái tầm nhìn của chúng ta. Các bác ngồi lên xe đạp như thế này thì các bác sẽ bấm cái ánh sáng ở đây. Đó, bấm làm sao nó phù hợp với cái ánh sáng phù hợp nhất. Đấy, bấm 3 lần thì là cái ánh sáng nó cả ba đèn. Rồi chúng ta đi. Như vậy thì nó khá là sáng, nhìn đường khá là ok các bác nhé. Các bác nhìn cái đèn xe cũng thẩm mỹ chứ. Ở đây thì em sẽ bóc một cái ni lông này ra. Đó. Các bác nhìn thấy ổn không? Đó, cái xe đạp dành cho bạn nhỏ đi thì lắp như này là đủ sáng rồi. Buổi tối tầm 7-8 giờ tối thì thoải mái sáng. Đây, rất là nhiều chế độ sáng. Đấy, đây là nháy nhá. Tuy nhiên cái chế độ nháy này thì các bác dặn các bạn nhỏ là không bật nhá, nó gây chói mắt cho người đối diện. Đây là tắt này. Bật như thế này nó sẽ sáng 2 led hai bên này. Tiếp một lần nữa thì nó sẽ sáng 1 led ở giữa này. Một lần nữa nó sẽ sáng cả 3 led này. Đó. Đó, rất là ok, các bác nhìn thấy hình thức ok không? Nó sẽ hay hơn là những cái đèn mà nó thiết kế cái dây làm cái nút bấm ở đây, nó rất dễ đứt dây, khi nó đứt dây thì nó sẽ hư. Còn cái đèn này thiết kế kiểu như dạng đèn pin ấy thì em nghĩ nó sẽ bền hơn. Đây các bác nhé, những cái đèn này lắp rất là đơn giản, bạn nhỏ nhà em cũng lắp được đây này. Đó, cài vào cái dây, sau đó thì xoáy cái bu lông ở dưới chặt vào là nó sẽ im. Đó, rất là đơn giản các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ test cái đèn cho các bác cùng theo dõi nhé, xem cái mức độ sáng khi buổi tối nó như thế nào. Đây, em đã lắp vào cái xe đạp cho bạn nhỏ nhà em đi. Đấy, các bác nhìn này, đây là ánh sáng nhé, như xe máy luôn. Đó, như thế này thì đi đường thoải mái các bác nhé. Đó, và nó có cái ánh sáng trắng cho nên là cái dải sáng nó rất là xa. Đó, như vậy thì đi đường thoải mái như là xe máy. Em nghĩ là nó còn sáng hơn là cái xe điện ấy. Sáng hơn là cái xe điện luôn. Đó, nếu mà các bác dùng xe điện mà đèn nó tối thì các bác có thể mua cái con này về các bác lắp trợ sáng cho nó. Em bật liên tục 3 giờ đồng hồ chưa thấy nó hết pin thì em thấy ok. Làm gì mình đi đâu tới 3 tiếng liên tục đâu các bác. Đi chỉ tầm một lát thôi mà. Đó, các bác thấy ok không? Nếu mà các bác thích cái loại đèn này thì các bác có thể lên Shopee đặt hàng nhé. Các bác cần thì em gửi link cho các bác mua. Bởi vì là em thấy con này ngon ấy. Đó. Quá ok luôn các bác. Thế này mà đi xe đạp buổi tối thì quá yên tâm luôn. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Sáng Tạo. Các bác xem video trên kênh Sáng Tạo nhấn like ủng hộ em nhé.